Kính chào quý cô chú bác anh chị và các bạn. Lúc ở bên chùa Linh Phước, chùa Di Chai, ở phía trên đỉnh đồi mình có nhìn ra được có một ngôi chùa tự rất lớn, nên sẵn tiện đường mình sẽ ghé ngang qua để viếng. Ở ngôi chùa tự này có ghi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, điện thờ Phật Mẫu Đa Phước, họ Đạo Đà Lạt. Mình sẽ tiến hành đi vô cửa và tham quan viếng chùa. Bước vào bên trong, ta sẽ nghe được tiếng chuông chùa gõ thanh tịnh, văng vẳng. Ngôi chùa nằm ở trên đồi. Ở trên có ghi dòng chữ Điện Thờ Phật Mẫu. So với bên chùa Linh Phước thì ở chùa này rất rộng rãi và thanh tịnh hơn rất là nhiều. Thánh Thất Đa Phước, Tòa Thánh Tây Ninh. Một công trình tôn giáo rất đẹp mắt. Xung quanh có trồng rất là nhiều nè hoa, rất là đẹp. Xin đừng hái hoa, cảm ơn. Bước lên trên tòa thánh từ những bậc thang, mình sẽ tiến vào khu màu đỏ, đi lên cho ngay giữa một khung hình. Đẹp quá. Trời thì xanh ngắt. Công trình tôn giáo tòa thánh hiện ra rất là đẹp. Nãy dòng chữ thì có ghi là nam phải, mình sẽ đi theo hướng bên tay phải. Thank you.
bắt đầu những làn gió mát của Đà Lạt thổi. Đẹp quá. Ở đây cũng có gõ những tiếng chuông. Hai tòa tòa nào cũng có gõ chuông hết. Có một con đường hoa ở bên hông của tòa. Mình sẽ đi theo con đường hoa này và đi hết cái tòa, tham quan hết cái tòa này. Ở bên hồng mình cũng đã có dịp đi qua bên thánh thất ở bên Tây Ninh, và kiến trúc ở thánh thất ở bên đây cũng rất giống ở bên tòa thánh Tây Ninh. Bỏ dép ra đi. Dạ. Đây, đây là khung cảnh ở bên trong thánh thất, rất là lộng lẫy. Phía khu vực trang nghiêm nên mình sẽ hạn chế nói chuyện nhiều. Rất là rộng và trang trí rất là đẹp mắt. Một ánh mắt trìu mến làm ta say đắm. Một nụ cười thân thương làm ta thêm yêu đời. Một cái gật đầu chào nhau làm ta an lạc, hạnh phúc. Một nút bấm đăng ký làm tụi mình có thêm động lực, và một cái nhấn chuông làm tụi mình thêm vững bước để phát triển kênh lớn mạnh. Cho đi chính là nhận lại. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn thân yêu dồi dào sức khỏe và nhiều điều may mắn sẽ đến với cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau với rất nhiều điều hay và mới lạ đang chờ đón.